Xin chào các em, chúng ta tiếp tục học môn thống kê xã hội học và bài tập chuyên đề về tóm tắt dữ liệu bằng các đại lượng thống kê mô tả. Bài số 1: Tóm tắt dữ liệu các biến định tính. Thủ tục tóm tắt dữ liệu trong SPSS thì ví dụ như là để lập bảng tần số thì hay là vẽ biểu đồ hay tính toán các đại lượng thống kê mô tả cho một biến nào đó, thì chúng ta vào menu Analyze, thống kê mô tả, rồi tần số. Lúc đó chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện một hộp thoại gồm hai khung và danh sách các biến, và các biến đã được chọn. Chúng ta sẽ thử như sau, quan sát. Thì tất nhiên là chúng ta phải mở sẵn một file ra, đúng không? Đây, chẳng hạn như thầy giáo mở file tên là lao động. Rồi, đấy, thì chúng ta có cái danh sách các biến. Thì bây giờ chúng ta vào menu Analyze, thống kê mô tả và tần số. Ở đây chúng ta có hai ô, ở bên trái thì là tất cả các biến trong bài, và bên phải là variable. Ở đây có nghĩa là những cái biến mà chúng ta sẽ cần đi tính các đại lượng thống kê mô tả của nó. Ví dụ như chúng ta muốn làm về biến giới tính chẳng hạn. Giới tính chẳng hạn thì chúng ta đẩy vào đây. Đây là biến xét biến định tính, đúng không? Định tính nó là xác định tính chất, không có cái gì đâu mà. Đấy, như vậy ví dụ nhé, thì lấy ví dụ thì cần cái biến định giới tính. Thì giới tính ở đây là có giới tính nam và giới tính nữ. Tất nhiên ở đây không tính đối tượng giới tính thứ hai, giới tính thứ ba. Thì đơn giản để lập bảng tần số thì chúng ta để cái nguyên cái dấu tích này thôi. Để nguyên cái dấu tích này. Đó, ok. Thì từ đây chúng ta sẽ thấy được là nam là có 258 người chiếm 54,4%. Nữ là 216 người chiếm 45,6%. Thế thôi, đơn giản đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta có được cái đoạn đầu. Hình như trên bảng. Đẩy biến nào cần phải biết theo thương lập bảng thì chúng ta sẽ kích đúp và hoặc là tích vào đây và tích vào cái dấu mũi tên này để đẩy nó ra giữa. Thì nếu chốt đã đẩy ra giữa chúng ta đẩy lại, hoặc cách thứ nhất là ấn vào nút reset. Ở cách thứ hai là chúng ta lại đẩy ngược lại. Không vấn đề gì cả, cứ là thử thoải mái. Thử thoải mái đi thôi. Đó. Rồi. Thì từ cái bảng này thì chúng ta có thể thứ nhất là tạo bảng tần số này, tạo bảng tần số để lập bảng tần số của biến định tính hoặc biến định lượng ít biểu hiện, thì chúng ta chỉ cần đưa danh sách vào cái khung variable bằng mũi tên di chuyển rồi tích vào display frequency table để tạo bảng tần số, tần suất và tần suất tích lũy, tần số tích lũy, tần suất tích lũy luôn không? Sau đó nhấp ok là xong. Ví dụ minh họa. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta cần lập bảng tần số, tần suất tích lũy cho biến nghề nghiệp thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ đẩy cái biến nghề nghiệp sang cái ô variable. Đó, sẽ nhấn vào nút ok là xong. Thì nó sẽ ra như trên bảng. Đấy, và bây giờ chúng ta có thể đọc được nhân viên văn phòng là có 363 người chiếm bao nhiêu đây? 76,6%. Công nhân có 27 người chiếm 5,7%, quản lý có 84 người chiếm 17,7%. Ở cái cột thứ hai và cột thứ ba nó giống nhau hoàn toàn, bởi vì ở đây là tất cả đều khai là nghề nghiệp gì. Trong trường hợp mà có một người trở lên mà không khai, tức là cái biến đấy là biến trống, thì cái kết quả của cái cột số 3 và cột số 4 nó sẽ khác nhau, được chưa? Và cái cột cuối cùng là cột thứ 5 chính là phần trăm tích lũy, gọi là tần suất theo tỷ lệ phần trăm đó. Thì chúng ta cho chúng ta đây 76,6%, có nghĩa là nhân viên văn phòng chiếm 76,6%. Thế tiếp theo là nhân viên văn phòng và công nhân thì chiếm 82,3%. Thực chất là lấy 76,6% cộng với 5,7% thôi. Đúng chưa? Đấy, đây là tần suất và tần suất tích lũy dưới dạng phần trăm. Thực ra đây là tỷ lệ phần trăm. Rồi. Tiếp tục. Chúng ta có thể nhìn thì thầy giáo làm trực tiếp, thì sau đó chúng ta bắt chiếc được cho nó nhìn nó sống động. Ấn nút reset. Bây giờ chúng ta cần nghề nghiệp đúng không? Nghề nghiệp ấn vào đây.
Nếu nhỡ rồi thì ấn lại nó lại quay, ấn vào sang bên phải, ấn vào lại sang trái. Sang trái, sang phải. Ok. Đấy, chúng ta sẽ thấy kết quả như trên đúng không ạ? Đấy, rất dễ dàng. Nói chung là các bạn học môn khác thì thầy không rõ, nhưng mà riêng môn thống kê xã hội học này thì chúng ta phải có một máy tính. Thì có hai hình thức như này, một là chúng ta có hai cái máy tính, một máy tính học và một máy tính thực hành bên cạnh, hai là một máy tính và một điện thoại học còn máy tính ở bên cạnh để chúng ta bấm. Đấy, tốc độ nó hơi nhanh cho nên là chúng ta phải để ý, chứ học mỗi điện thoại không là không theo được môn này nhé. Lưu ý cho chi tiết như vậy, đây là đặc thù rồi. Như vậy là trên đây thầy giáo minh họa trên hình vẽ và làm trực tiếp. Thế thì từ cái bảng này chúng ta thấy cái xuất hiện statistic, tức là thống kê những quan sát có và quan sát bị trống, tức là do lý do nào đấy người ta không khai biến nghề nghiệp hoặc là viết lậu hoặc là quên không, nó mất mất đấy. Thế còn tần suất mà tính cả phần trăm bị bắn và tần suất tính trên những cái dữ liệu có thôi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục, vừa nãy là lập bảng tần số, tần suất và tần suất tích lũy dưới dạng phần trăm, và sau chúng ta tính các đại lượng thống kê. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có một số cái đại lượng này. Đấy, các em sẽ tra bảng sau đó điền vào cho thầy nhé, điền vào. Điền vào cái bảng này và câu trả lời nó sẽ nằm ở phần cuối của bài. Và cũng nhờ cái bảng frequency này thì chúng ta có thể chạy biểu đồ bằng cách là biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn và biểu đồ nhật độ. Đó. Rồi, chúng ta có bài tập vận dụng. Ở đây thì trong sách giáo khoa có các bài tập 3.1, 3.2, 3.3 và 3.4. Thì hiện tại bây giờ chúng ta mới học được một chút thì chúng ta sẽ làm cái gì? 3.1 câu câu 2 ý thứ nhất. Ba chấm một câu 11 phân tổ. Cái này thì cái trước hết là làm phân tổ, thì chúng ta làm theo cái chương trước phần trước ở trong giờ bài tập. Đó, phân tổ, kỹ thuật phân tổ chứ phân vị đồ hộp được rồi, cái này chưa làm được. Bài 3.2 chưa, 3.3 cũng chưa học, mới được một tí thôi. À đây, biến giới tính này. Đó, tức là 3.3 câu 1, 3.4 chưa? Chưa. Rồi, đấy. Như vậy là chúng ta kết thúc được bài số 1, tóm tắt dữ liệu định biến định tính sơ sơ thôi. Đúng không? Rồi. Bài học đến đây kết thúc. Xin chào tạm biệt các em.